Hay lắm. Đứng ngoài là quýnh hoài. Quýnh từ từ nó thua lên rồi đó. Nó đã thua rồi đó. Ba hai một. Phan bể đầu. Tự nhiên mở mắt ra cái ú hòa ba mạng sướng rồi sao không hướng dẫn như hết anh đây phần này mới hướng dẫn đây phần này mới bk xong giết đẹp cho nên mình biết giờ mình chạy ra mình không bị mất giết ok nếu mà mình chạy xuống luôn farm thì mình sẽ không có đồ thì mình không snowball được mấy pha này giết vô là mình không chay nha giết vô mình không chay giết vô là mình farm xong giết ra làm như làm khoảng năm cái thôi né né nghe lút dễ lắm anh em mình kiểu mình phải hòa mình vô lút á rồi bó nó không về bó nó cút nha rồi cút hết đi nè nó chói nè phải cho đơm một mạng chứ xong hết nhở cái gì đơm băng trụ rồi ờ cho đơm mạng nặng được á rồi thằng nãy khùng nãy khùng tính tiền đó rồi thầy quy luôn thấy chết rồi đó ơi chặt tay á chặt tay bé anh đơ làm sao để nhặt kiều hay nha anh em chơi nhiều là được ghê bồ né chói nè rồi ra lát thì cho nó sống nhưng mà để chết giống như mà phan ghiều nè cái nhấp chuột về sau là nó quăng lên trước này hay không lúc mà mình ném ghiều giống như clip tay mình ném ghiều xong nhấp chuột đi đâu đã bay đi đó còn mình đứng nghiêm thì nó sẽ nó gần đâm lúc thì nó cái ghiều nó đứng nghiêm lúc thì cái ghiều nó sang trái sang phải lúc thì nó qua sau này đứng nghiêm nó quăng nè nó đứng nghiêm nè có lúc thì nó sẽ qua trái xíu hay không thì mấy pha lé cái quỳ con lút á cũng cần thời gian nhiều cần thời gian coi sim của đơn nhiều mới làm được chứ coi một hai hôm muốn làm cũng khó cho nên anh em phải coi nhiều like subscribe này nọ mới theo dõi thường xuyên được mấy cái quay này mình không đẩy nha mình đẩy là bot nó ra tới mình về xong rồi quay sau nó đẩy lên là mình vừa tới đây là mình ra thì là mình không có quên nhưng biết đang bắt gì ở đây nè phải tin lại lên lại lên lại lên lại lên có quơ không không có quơ sao biết nó bắt là vậy đó con chim nhiều vô không nhiều đâu rồi bk lớn luôn rồi vậy không nhân nhượng đâu nha rồi về đi múa hoài hay múa lắm né đâu ở đây vậy ờ lút hay múa lắm thôi em đi nghe nó hết vui rồi hết vị rồi cái miếng này nó nhạt rồi chơi cái miếng mới đi anh em ấn like subscribe cho đỡ chưa từ tập trung đánh cái bk máu quá bk máu quá à bk máu quá bk máu quá ok đừng có đập cái hàng tao sáng đúng rồi biết chơi đó đập cái hàng tao sáng cái nó biết nó găng luôn nó chạy về
ma thiệt. Ây da, mất hết nội tại luôn, mất hết rồi. Trời ơi ma, trời thiệt, sao có thể mượn súp nó chạy xuống góc đó vậy ta? Thì cái góc đó là góc chết á, chạy xuống dưới chỉ có chết thôi, nên tôi nghĩ nó hắc não, nó chạy lên trên, nó không chạy lên trên luôn, chạy xuống dưới. Shiba. Ơi ơi ơi. Ô, chịu đầu đúng hả? Ồ, 16 phút mới có chịu đầu. Mấy ông thấy đúng gan gì không? Phút 16 giết 15 mạng, giết 14 mạng là 29 mạng mà chưa lấy chịu đầu. Chỉ có thể gan gì? Quýnh lộn như đó mạng vẫn chưa lấy chịu đầu. Ảo không? Ảo ma luôn quá chứ. Trời ơi là trời. Sao nó cứ chạy cái mít nó chơi mình đó nha. Game này 2-5 luôn quá chứ. Có đời với mít chơi game mà. Bốn qua trễ rồi. Ôi ra được á. Còn cơ hội ra nào. Chè. Trời ơi, nó tập trung quá, tập trung phải này win nè. Anh này hơi tập trung. Tập trung xíu nha anh em ơi, xíu mình nói chuyện sau nha. Chung xíu. Có gà, có gà, có gà.
mới bán đồ lên kìa. Ai sợ 10 điểm cả ta làm hết pha này. Ơi tính ra tôi cũng làm hết đó chứ, tôi phang cái kinh gạch nó bật gờ luôn mà đúng không, ba nó dí lên tôi phang tôi mở combat mà đúng không. Tuy là pha này kiểu mình đóng góp của mình gây đam của mình nó không nhiều, nhưng mà pha này mình mở combat đó chứ, ba nó chạy lên mình tôi quăng luôn mà đúng không, đúng không? Dạ anh em nhấn like subscribe cho đơn nha.